hàng chục doanh nghiệp vận tải hành khách đã phản ứng hết sức gay gắt trước quyết định đóng cửa bến xe Tam Bạc tại Hải Phòng từ ngày 31 tháng 5 năm 2015. Theo đó, các đơn vị vận tải đang khai thác và hoạt động trên tuyến bến xe Tam Bạc đi Hà Nội gồm các bến xe Gia Lâm, Lương Yên, Sơn Tây, tổng cộng 106 chuyến một ngày được điều chuyển đến bến xe Thượng Lý tại phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, cách bến xe Tam Bạc khoảng 2 km. Các doanh nghiệp cho rằng thời gian đóng cửa bến xe Tam Bạc quá gấp kể từ khi có thông báo, nhân dân và các đơn vị vận tải không được hỏi ý kiến. Vì vậy, đóng cửa bến xe Tam Bạc sẽ ảnh hưởng tới lợi ích của nhân dân thành phố Hải Phòng, của các đơn vị vận tải, của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bến xe Hải Phòng. Còn theo Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng, chủ trương của thành phố đóng cửa bến xe Tam Bạc đã có từ năm 2011. Trước khi đóng cửa bến xe Tam Bạc, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bến xe Hải Phòng đã phổ biến và báo cáo đầy đủ các văn bản chỉ đạo của thành phố Hải Phòng và Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng một cách khách quan và trung thực.